cái này anh rượu. Cái này anh đang rộng để làm gì anh? Bán á hả? Ừ. Ủa giờ xong người ta có thấy cá đâu ba mua? Thì bởi vậy nó hôm nay nó bị rêu quá. À, dạ. Trời nè, phải chịu rồi, đang làm tiền chế. Mà. À. Thôi làm đỡ tiền chế giờ nó hôi rình nè. Trời. À mấy con cá ba đu đẹp quá. Hôm em về là cái lô này là đã mua cả cả chục ký mà nó đứt cái muốn 8 ký. Dạ, sao vậy? Cái con mực mà sao đứt? Nó bị trùng mỏ neo. Trùng mỏ neo. Lại nấm mèo. À, chỗ này bây giờ anh định xây lại. À trong trong kia là đang là bán cá sẵn. À đây có cá nè, giờ không thấy. Giờ mới thấy. À đây là anh làm tiệm bán cá hả? Em cũng mở mới được 3 tháng à. À mới 3 tháng hả? Rồi giờ anh xây cái hồ sao đâu? Anh coi thử cái hồ. Hồ cá quá trời luôn hả? Cái khúc này là gì anh? Khúc chỗ này gọi là gì? Chỗ địa điểm của em á hả? Dạ. Một cái nam. À một cái nam. Một cái nam đúng không? Có gì có tiệm cá đây rồi mấy anh em ở trong clip em có ai coi thì tới đây mua cá. Rồi chết rồi, cái lọc nhỏ quá rồi. Ồ, cái lọc nhỏ anh. Lọc nhỏ thôi. Dạ. Lọc thường là 1/3 hồ anh. Lọc này 1/4. Khoảng hồ. À, hút đáy đây anh. Một hút đáy 90. Một hút mặt số 10. Cái này anh làm hút lửng hả? Em tính không đủ hút đáy, em cho nó hút mặt. Em cho nó hút đáy luôn á chứ. Là này cho hút đáy luôn. Là về ô lắng số 1. Dạ, bên kia ha, bên kia hả? Về ô lắng bên đây. Đâu anh? Bên kia mấy bơm. Ủa sao không thấy ống anh? Lắp rồi hả? À đây rồi, thấy rồi. Mấy anh ơi. À rồi cái ống anh đi anh để ngang luôn hả? Dạ em để ngang rồi chuyện đấy cái gì em gắn co lên. À chỗ này anh gắn co lên đúng không? Dạ. À chỗ kia. Vậy là thông qua là 4 ống 114. Xong rồi qua bên này là anh để xi mắt hả? Xong rồi qua đây cái cũng làm co là hết luôn hả? Dạ. Em tính ngăn này để cái nét nè. Ngăn này để cái nét. Rồi ngăn này để máy bơm. Ngăn này để máy bơm về 2 ống luồng 60 hả anh? Dạ. 2 ống luồng 60 rồi, đúng rồi. Chỉ có cái lọc thì bây giờ làm rồi thôi, bây giờ mình tiết chế tại vì anh dưỡng bán thì anh đâu có tăng nhiều đâu mà lo. Dạ. Vậy là cũng được rồi. Khi nào mình nuôi á, dạ. Mình nuôi á thì mình làm cái lọc bằng 1/3 hồ để dạ. Mình cho ăn cho nó đãi. Bữa hổm chú Mừng số ông nói thiếu hút đáy thiếu rồi, rồi ông kêu đặt lại. Cái này hồ này mấy khối anh? Hồ này là khoảng 8 khối rưỡi. Rồi hồ 8 khối rưỡi thì làm như vậy thì nó hơi thiếu. Dạ, hồ 8 khối rưỡi thì thường sẽ làm 2 hút đáy 90, 2 hút mặt 60. Về ô lắng số 1. Đó, ống thông ngang thì đủ rồi nè. Ống thông ngang thì ok. Hồ anh đang làm luôn, mới tô luôn, nghe mùi xi măng không luôn á. Ống này ống gì đây anh? Thì em đặt thêm cái ống hút đáy. Đó là cái hút đáy. Đây hai cái hút đáy nữa. À mới đặt thêm đây hả? Vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Đặt thêm hai ống này là được rồi. Ống 42. Dạ dạ. Vậy đặt thêm vậy là đủ rồi đó. Nó còn cán thêm một lớp nữa mà. Lớp bằng cái ống đó. Bít cái ống đó luôn. Dạ. Vậy là đủ rồi. Cái này là anh xây gạch thẻ hả? Gạch thẻ. Thẻ không lỗ nha. Ủa? Có nghĩa là em thấy rồi. Thấy nha ta. Cục gạch hay ha. Ủa sao mua được cục gạch này hay ta? Ở dưới đây có. Mình nói ở trên. Gạch đinh. Gọi là gạch đinh hả? Hay ta? Gạch đinh nó có hai loại, một cái loại bít chịt, một cái loại có lỗ. À đúng rồi, ở dưới em toàn là hai lỗ mà. Chỗ kia là ống tràn anh. À ông nói em trống tràn. À ông nói tràn. Rồi anh còn đất trống nè, mai mốt làm cái dự án này xong thì làm tiếp. Từ từ để em làm cho dạ. Cái này được. Đúng rồi. Triển khai cái khác thôi chứ. Nhưng mà chỗ kia anh định đổ nền xây nhà luôn hả? Dạ, đúng rồi, đổ cao lên. Đổ cao lên luôn hả? Đổ cao làm cái. À chứ nhiều khi mai mốt anh nuôi anh làm được một hồ cái nếu anh tậy với anh mở bán anh thường mình phải làm nhiều ô dưỡng nhiều chỗ anh nên chừa cho một cái khoảng đất để dưỡng rồi tại vì mình sẽ chia loại ra từng loại á để cho khách hàng được dễ lựa chọn ví dụ như cái hồ xịn nhất thì mai mốt anh có thể nâng cấp cá nhật hoặc là cái cá to nhất mình đưa vô đây cái cá giá trị nhất mình đưa vô đây. Còn mình sẽ phân loại phổ thông rồi giá rẻ để cho những em học sinh rồi những người mới chơi test hồ đó nên anh phải chừa cái khoảng đất trống một tí để mình làm tiếp chứ dính vô cái con cá coi này giờ nó đang thịnh hành nó nên phát triển rất là nhanh. Nhưng mà em chơi hỏi cái bây giờ ví dụ như mình có làm che hay là để ngoài trời như vậy là nó có bị đóng rong cái chuyện đóng rong là bắt buộc rồi anh, nó chắc chắn có bị tảo. Tảo thì anh gắn đèn UV nó sẽ không có tảo. Nhưng mà anh biết sao nếu mình làm che nó tốt hơn là vì nè trời mưa. Mưa nó đem axit đồ vô rồi cá nó hay bệnh nó lạng mình đùm đùm hết mất công lắm. Che thí dụ như nó mà che bít luôn.
chơi bít luôn, nhưng mà để mình che cái miếng miếng mũ á. À, ý anh là che trên á. À, che trên chứ đừng. Lấy ánh sáng nhưng mình che vẫn che được nước mưa. Được, được. Làm vậy đó. Che vậy đi cho nó với làm biết sao không? Khi nó sáng á, tôn xài xôn nhựa thì màu nó lên rất là đẹp. Đó, màu nó lên đẹp á thì mình bán cá đồ vậy, cái màu cá rất là quan trọng. Đó, với lại khách anh chỗ anh là cửa hàng thì anh nó đi ra đi vô nó quan tâm tới cái màu rồi người ta coi. Giờ chưa có mua thì mấy mốt quay lại mua chẳng hạn vậy. Là cái chỗ này mấy mốt có đổ nền lại không anh? Có, bên này mốt em đổ cho nó tới cái khu vực đó à, sạch sẽ. Đó, anh quá trời tăng luôn hả? Mấy cái tăng đó là tăng đó tăng gì cũng cá coi luôn hay sao? Thì cũng tính làm cá coi á. À. Tại tăng cái sao là em đang nuôi bo bo cho mấy à, cái à, rồi rồi ok. Rồi cái hồ này đâu có anh có thắc mắc gì không? Sẵn em có đây rồi. Cái vật liệu lọc á, em tính đặt cái vật liệu lọc. À cái đó thì anh cứ nhắn tin qua cho số bên em rồi bên em máy cho. Rồi anh nhắn cho em cái số điện thoại để em lưu lại cho anh để biết là bên kia quen biết bên anh Minh rồi nó dễ. Dạ. À, chỗ này bữa giờ anh làm cái bán cá cũng mới mấy tháng rồi hả? À, gần 3 tháng anh cậu. Mấy cái chỗ này cái gì ta? Là lấy cái để nuôi cá nhỏ như guppy rồi mấy cá này guppy, hả? Guppy rồi betta vậy đó. À. Nói chung là nguyên cái tiệm gọi là tiệm bán cá cảnh đầy đủ ha. À guppy fit đồ kìa. Đây đây là số điện thoại đây các bạn. Có các bạn có gần gần mỗi Kỳ Nam thì có thể cái tiệm này muốn hình thành thì nó sẽ rất là ok, rất là lớn đó. Các bạn ở gần gần đây không có chỗ nào mua thì tới đây. Đó. Bây giờ chưa có hình thành nên nó hơi lộn xộn nhưng mà thấy quá trời đúng không, thấy không? Ở trong kia cũng rất là nhiều luôn. Cái này cái gì ta? À buổi tối dạ quang có đèn rồi vô là ánh sáng lên đúng không? Đẹp lắm. Đèn ha. Trong kia cá sim hả? Dạ, cá betta. Gọi là betta hả? Anh có vô coi thử. Gọi là cá sim hay gì? Không biết, không đâu biết, là, biết cái đó đâu. Một dòng của lê thê nhưng mà nó sau này nó lai nhiều rồi. Ủa sao nó nằm im vậy? À, nó ngủ. À, nó phải. Số con. À, mình gỡ ra là nó sùng lắm đúng không? À, nó sùng lên gà. Trời ơi, con cá kìa. Ồ, à, nó sùng gà, nó thấy là nó sùng lên. Hè gì có nhiều anh ở trong cái hội này thấy là người ta thích chơi lắm nè. Ồ đẹp quá trời luôn. Ờ có đuôi nó kìa. Đẹp quá. Ồ con này cũng đẹp quá trời luôn à. Yếu cái là bây giờ mấy cái con này nó nhỏ quá. Bây giờ rồi, đúng mình, rồi. Mình chơi cá bự chơi đen. Cá bự nó quen rồi, bây giờ thấy mấy cái con này nó nhỏ quá. Dòng wheel nó nguyên thái nha. Thấy gì hết tối nó. Ủa nó có dính cái gì nè. Ủa sao nó vô đây nó mờ căm nè. Ừ đúng rồi, tại nó thiếu ánh sáng. Ờ nó thấy. Ủa mình mà nó cũng sung nữa kìa. Mình chọc nó cũng xù mang lên kìa. Cái này quay cái này chủ yếu là cái ánh sáng. Khi mà đủ ánh sáng anh quay rất là đẹp. À nó đẹp hả? Đẹp tuyệt vời luôn á. Ồ con này một xanh dương đậm luôn ha. À. Đẹp quá. Xanh ánh kim lung linh. Ánh kim lung linh luôn. Rồi ok, nói chung là em ghé cho biết tham quan tí thôi. Rồi em xin phép em đi về cho kịp thời gian chứ do em cũng hơi gấp rút thời gian. Anh thông cảm rồi, còn cái bữa còn cái vụ cái ba cái vật tư rồi gì anh cứ nhắn qua nhá cho em, lát anh nhá cho em số cho em. Rồi vậy chào anh nha, rồi em đi về. Dạ.